chỉ là cái bóng để trụ cột thôi, có nhất thiết phải nhiều thế này không các bác? Đây rất là nhiều các bác nhá, đây bóng to bóng bé lớn nhỏ đây, các loại bóng này thì có thể đúc rỗng được, đúc rỗng được nhưng mà không lắp bóng điện được. Cái bóng này rất là to nhá, bóng này to này, bóng to thì chúng ta đúc rỗng. Đấy, đúc rỗng rất là thuận tiện. Còn bóng này thì nó có lòng trong rồi, bóng này có lòng trong đúc rỗng được nhá, thì đúc bóng đèn. Hai loại bóng này đúc rỗng được này, đây lại đây và lại đây, đấy là đúc rỗng để thắp bóng điện bên trong. Đấy, đây. rất là nhiều loại nhá. Đây còn đối với những cái loại bóng này là bóng sắt này, bóng sắt này thì khuôn ABS nó không có thì bên em phải tự chế, em sẽ tự chế theo kích thước và yêu cầu cho khách hàng. Đấy, thế còn tất cả khuôn này là mực hẹp nhá, khuôn ABS có sẵn, đấy, giá thành thì nó sẽ rẻ. Thì tất cả khuôn ABS có sẵn thì rất là rẻ. Đấy, chỉ có nguyên phần bóng đèn thôi mà cũng đã là rất là nhiều mẫu rồi. Đấy, các có thể lựa chọn nhá, hãy tha hồ mà lựa chọn bóng sen đấy, nó cũng thế này. Đấy, rất là nhiều nhá. Đấy, hoa văn họa tiết từng loại, từng kích thước đấy. Đặt lên cột 30, cột 25, cột 450, 60. Đấy, đặt lên các loại trụ cột nhá.